nhớ ấy, bởi vì cái bản cũ của nó lại là record. Đấy, cái bản firmware mới này thì nó đọc là shoot emergency video. Start recording emergency video. Phục mình quá. À, thế tôi cứ bảo shoot, nó có shoot đâu. Có chữ emergency. Cái kia là cái gì nhỉ? Trông như là ấy nhỉ? Không không, chả là cái gì. Không, chả là cái gì. Bốn bà là đâu? Đà Nẵng đây. Attention to riders. Cái là nhìn kia, cái là biển đấy. Đấy. Nhìn biển mà trông như kiểu mây ngang hàng ấy.